thiệu với các bạn một món bánh mà rất là nhiều người thích. Đó là món bánh bột lọc. Để làm được món bánh này, chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu sau: tôm, thịt, hạt tiêu, nước mắm, đường, hạt nêm gà, bột năng, hành tím, ớt, chanh, mỡ dầu điều. Tôi đã chuẩn bị xong các nguyên liệu cho món này. Bây giờ chúng ta bắt đầu sơ chế. Thịt các bạn mua về, các bạn bóp muối. Các bạn thấy trên cái mặt da này, nó nhẵn nhụi và không còn cái chân lông nữa là được. Còn nếu không thì các bạn phải dùng dao cạo cái chân lông rồi các bạn bóp muối. Các bạn bóp thật kỹ rồi mang đi xả nước lạnh. Các bạn xả nước sạch rồi thấm cho nó thật khô, để khi chúng ta xào cái nhân này nó càng ít nước thì càng tốt. Làm cái món này các bạn chuẩn bị thịt ba chỉ hoặc là thịt nạc vai là ngon nhất. Hôm nay tôi chuẩn bị thịt ba chỉ. Tôi chuẩn bị chỗ này là 3 lạng thịt. Các bạn cắt to hay nhỏ là tùy thuộc vào cái khuôn nặn bánh. Hành tím các bạn băm nhỏ. Bây giờ tôi tẩm ướp thịt, chỗ này là 300g. Các bạn cho một thìa cà phê nước mắm, khoảng 1/4 thìa cà phê hạt nêm gà. Nếu bạn nào không dùng hạt nêm gà thì các bạn có thể cho mì chính nếu các bạn dùng. Một chút hạt tiêu. Các bạn cho nửa thìa cà phê đường. 2 thìa cà phê hành tím băm. Sau khi đã trộn đều, các bạn để cho thịt nghỉ khoảng 15 đến 30 phút. Gói tôm này tôi chuẩn bị là 340g. Hôm nay tôi dùng tôm đông lạnh. Món này đúng nhất là các bạn dùng tôm tươi còn vỏ. Các bạn bỏ đầu, bỏ đuôi. Cái tôm mà hay để dùng làm bánh xèo đó là rất là phù hợp với cái món bánh bột lọc này. Chọn cái tôm nó có cái vỏ mỏng. Tôm to thì các bạn có thể cắt đôi, cắt ba tùy theo. Cũng phải thấm cho tôm thật khô. Bây giờ tôi nêm nếm chỗ tôm này. Một thìa cà phê nước mắm. Một thìa cà phê đường. Tiêu các bạn có thể ít hay nhiều tùy theo sở thích của mình. Hạt nêm tôi cho 1/2 thìa cà phê. Riêng tôm này các bạn không nên để lâu quá. Các bạn tẩm ướp lâu nó sẽ chảy nước. Cho nên sau khi thịt đã tẩm ướp được rồi, ta mới tẩm ướp đến tôm. Ướp đảo qua đảo lại để khoảng 3 đến 5 phút là được. Nếu để lâu tôm sẽ chảy nước, mà chúng ta cần cái món ăn này phải khô. Bây giờ chúng ta bắt đầu xào thịt với tôm. Tôi bật bếp. Đây là mỡ dầu điều. Nếu bạn nào chưa có mỡ dầu điều này sẵn thì các bạn mua hạt điều ở chợ Việt Nam về rồi các bạn cho dầu vào chảo để dầu thật nóng. Các bạn cho hạt điều vào đảo. Khi nào các bạn thấy hạt điều nó chuyển sang một màu sẫm hoặc là có cái mùi thơm là các bạn nhấc ra khỏi bếp, lọc bỏ hạt và chỉ lấy nước như thế này thôi. Chảo đã nóng, tôi cho mỡ dầu điều vào. Mỡ nóng các bạn cho hành tím băm. Hành đã thơm, tôi cho thịt vào. Thịt đã ngấm mắm muối và nó đã săn lại, các bạn cho tôm. Tôm này nó nhỏ,
cho nên các bạn phải xào cho thịt nó ngấm bóng muối và nó xe lại săn lại. Các bạn hãy cho tôm vì tôm nó bao giờ nó cũng chín nhanh hơn so với thịt. Bây giờ tôi thử nếm xem tôm và thịt này đã vừa ăn chưa. Vừa ăn rồi các bạn. Tôi thấy màu tôm này chưa lên đẹp, tôi cho thêm một chút dầu điều nữa. Thịt đã chín rồi và nước đã rút cạn, như này tôi tắt bếp. Tiếp theo, các bạn chuẩn bị 200g bột năng. Công thức để pha bánh bột lọc này, cứ 100g bột, các bạn cho 200ml nước. Hôm nay tôi chuẩn bị 200g bột, tôi cho 400ml nước, nước lạnh bình thường. Các bạn trộn đều cho bột hòa tan vào trong nước. Rồi chúng ta để bột sang một bên. Các bạn chuẩn bị một cái nồi để hấp. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn một cách làm bánh bột lọc vô cùng nhanh. Tôi không làm cách truyền thống là phải nấu bột lên và nặn từng viên một. Nếu mà để thèm món ăn này ấy, nhà đông người thì các bạn phải huy động tất cả nặn cái bánh này. Còn để muốn ăn mà nhanh thì hôm nay tôi chia sẻ cách làm vô cùng nhanh. Ngoài cái khâu chuẩn bị như là xào thịt, xào tôm, chỉ trong khoảng 15 phút là các bạn đã có số lượng rất là nhiều cái bánh này. Nước của nồi hấp đã sôi, chúng ta sẽ đổ khuôn và cho vào nồi hấp. Giờ tôi kiểm tra xem bánh của chúng ta đã được chưa. Bánh của chúng ta đã được rồi các bạn. Các bạn muốn kiểm tra bánh đã chín hay chưa thì các bạn thấy bột nó đã trong như thế này là được rồi. Nó trong đều cả từ trong ra ngoài là đã chín. Sau khi bánh đã được rồi, các bạn phải để nguội thì các bạn hãy lấy bánh ra. Món ăn này ăn với nước mắm chua ngọt. Các bạn cho 3 thìa canh nước lọc. Một thìa canh đường. Một thìa canh nước mắm. Một thìa canh giấm. Nếu bạn nào không muốn ăn giấm thì các bạn cho một thìa nước cốt chanh. Một thìa nước cốt chanh. Các bạn quậy cho tan hết đường. Các bạn thành công trong món ăn này. Nếu các bạn video hoặc là thích kênh món
món ngon của mình, các bạn cùng chia sẻ với bạn bè.